6 ngày trước. Đại trưởng, quân Man chặn hết đường lối rồi. Giữ vững đội hình, đội 2 tập trung bảo vệ xa lớn. Ngươi tìm cách thoát thân đi báo cho. Quốc đảng cho chết. Nếu thật sự là người Man thì khoảnh khắc đó sao lại bật ra tiếng Đại Nam? Bệ hạ, thần nghi ngờ Cướp Lương thật chất không phải là người Man. Trong triều đình của chúng ta có Giàn Tế. Chỉ với bấy nhiêu lập luận thì làm ăn gì? Ta đã giải quyết hết đám sát thủ ngày hôm đó. Để ta xem các ngươi làm được gì nào. Ta cũng có nghi ngờ tương tự. Thế này đi, ta có một đội quân rất giỏi truy tìm dấu vết. Chi bằng để cho ta... Tiếng gì vậy? Kẻ nào đưa voi vào điện hả? Không thể nào. Mày, thằng khốn kiếp, tao liều mạng với mày. Quân khốn nạn. Nguyễn Mạnh, đây là ai? Đây hả? Đây chính là một trong những tên Cướp Lương, là kẻ đã bị hạ thần đâm một nhát ngày hôm đó. Đây hả? Hắn nhất định phải trả giá. Đứng lại. Nguyễn Mạnh, ông thật to gan, sao dám mang sát thủ vào trung cung? Người đâu? Hộ gia, làm cái đứt chiếc tên tên sát thủ kia cho ta. Thần cũng không sống được bao lâu nữa, đã bước vào đây đã xác định là không còn mạng bước ra. Nhưng trước tiên có một việc thần nhất định phải làm, xin bệ hạ chấp thuận. Đó có phải vết thương trên lưỡi đao của ngươi không? Thân đao có bôi miêu độc, người trúng độc trong vòng 2-3 tháng toàn thân sẽ bắt đầu hoại tử. Đúng, chính là hắn, không sai được. Bệ hạ cho phép ngươi nói. Bệ hạ, thần muốn chỉ điểm tên Giàn Tế vong ân bội nghĩa, mang nước cầu vinh, chính là người đây. Biệt phủ của Trần Đăng Sơn. Người nghĩ con cá lớn này có cắn câu không? Câu cá cần kiên nhẫn. Chúng ta đã chờ rất lâu rồi. Đừng lo, miếng mồi quá lớn, càng tham lam càng dễ cắn câu. Có vẻ trời sắp mưa rồi. Một hồi gió tanh mưa báo sắp đến.